Andy Murray bước vào trận tứ kết gặp hạt giống số 24 Sam Querrey. Những tưởng Murray sẽ có một trận đấu dễ dàng, thế nhưng diễn biến trên sân lại khiến cho không ai có thể ngờ tới. Sau khi hai set đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 1-1, Murray đã có được chiến thắng vất vả ở loạt tie break trong set 3 để dẫn trước 2-1. Trong set 4, chẳng những Querrey không bị mất đi tinh thần mà anh lại còn thi đấu bình tĩnh hơn khi tận dụng rất tốt lợi thế do bóng của mình và gỡ hòa 2-2 với tỷ số cách biệt 6-1. Sự sa sút bất ngờ của Murray tiếp tục được thể hiện ở set đấu thứ 5 quyết định khi anh không thể tìm ra cách hóa giải lối đánh chủ động của đối phương và tiếp tục để thua một cách chóng vánh với cùng tỷ số 1-6. Với 27 cú dò bóng ăn điểm trực tiếp so với 8 và 70 cú winner so với 33 của đối thủ, Sam Querrey đã giành quyền lọt vào bán kết Wimbledon năm nay sau khi vượt qua đương kim vô